Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay lên thanh lý cho anh em bộ lửa Rim Thái anh em ơi. Để trong kho bữa giờ móc ra được thì lửa này nó còn khá là ok. Đợt trước nó đẹp lắm mà biết sao để trong kho đến giờ nó hơi bị sạm màu, chắc kiểu như nó hơi có ẩm anh em. Đó, tại vì bộ này không có quấn, nó bỏ bằng ni lông mà. Thì nói chung lửa rất là ok nha. Lửa này thì qua lăng nó cũng còn khá nha anh em. Lửa qua lăng còn khá, nói chung là anh em nhìn qua lăng như vậy nhưng mà anh em về ra anh em không hết thì anh em đánh bóng này là ok. Không vấn đề gì hết nha. Đây. Thoát đề còn nguyên. Đó, chấm sơn còn nha anh em. Đó, nói chung bộ này anh em nhìn nó, anh em nào chơi anh em nhìn phát anh em biết là bộ này còn rất là khá. Nhưng mà những ai mà ít chơi thì anh em nhìn có vẻ như nó hơi hơi sạm, hạ sạm nam nám màu ha. Nhưng thực ra lửa này còn đẹp lắm anh em. Nè, em nhìn em măng là còn nguyên hết này, cao su đầu còn nguyên hết này, em măng còn nguyên hết nha. Yên tâm luôn. Nói chung bộ này là về là anh em sử dụng liền, không có làm gì hết á. Không có cạ, không bị gì hết nha. Đó, và đây là lửa này. Đây là cuộn lửa này. Đấy, cuộn lửa zin này anh em. Cuộn lửa zin từ đầu đít luôn nha. Đấy, bộ này thì đạp bán một lửa này cho anh em giá 1 triệu 3 thôi. Dĩa đề zin luôn nè. Dĩa đề zin GB4 nè. Đó anh em nó cho GB4 này, anh em yên tâm nha. Đó bộ lửa này đúng zin, bao lên anh em sử dụng ngon lành cành đào, dây giắc nguyên bản nè. Không đứt không nối nha. Dây giắc không đứt không đứt không nối gì hết. Giá 1 triệu 300 ngàn nha, một bộ duy nhất. Anh em nào chốt thì liên hệ với Đạt, bao lửa sống mạnh khỏe cho anh em. Về sử dụng liền, em mang còn nguyên, không bể không cạ nha. Anh em nào lấy liên hệ với Đạt, đúng một bộ duy nhất thôi, giá của nó chỉ có 1 triệu 300 ngàn thôi và một bộ duy nhất. Anh em nào mua được thì chốt sớm giúp mình. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.